Cháu Trinh xin chào quý bác, quý chị và tất cả mọi người đã tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của Hoa Kẻ Vàng. Quý bác mến, hiện tại cháu Trinh đang có mặt ở nhà của em Hưng. Và hôm nay cháu Trinh lên trên nhà của em Hưng là có một tin rất là mừng đến toàn thể quý cô bác, quý khán giả đang theo dõi trên kênh của cháu Trinh và đang theo dõi về hoàn cảnh của em Hưng với cả em Thuận. Thì hôm qua là anh Quyền đã lên đây để đón em Thuận xuống để đi đón mẹ nuôi rồi các bác. Mẹ nuôi là bay từ bên Úc là về rồi. Và sau khi mà xuống sân bay ấy các bác, là mẹ nuôi cùng với cả anh Quyền với cả em Thuận là lên trên nhà, thẳng trên nhà của em Hưng luôn. Phải nói là rất là tình cảm các bác. Và mẹ nuôi là rất là thương hai anh em. Thì hôm qua giáo Trinh nghe được tin là giáo Trinh cũng rất là mừng với cả là ở nhà ấy các bác, là suy nghĩ đến là rất là cảm động, rất là xúc động với các bác. Nhiều khi là muốn muốn rơi nước mắt theo cơ. Tại vì đối với bản thân cháu Trình, khi mà đi chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn ấy, và đặc biệt là những em nhỏ, thì cháu Trình thấy rằng là về cái hoàn cảnh của em Hưng với cả em Thuận ấy, thì được là hai anh em ai cũng đều rất là ngoan các bác. Về anh trai ấy, thì anh trai thì cũng đủ tuổi rồi không nói, nhưng mà về em gái ấy, em Thuận ấy, là em ấy rất là ngoan, rất là ngoan, rất là hiểu chuyện và đáng yêu nữa. Thì cháu Trinh cũng khi mà có mẹ nuôi mà nhận hai anh em làm con nuôi ấy, thì cháu Trinh cảm thấy rất là vui các bác, vui thay hai anh em. Nói đến em Thuận ấy thì cũng phải nói phải có một người anh trai như là em Hưng thì mới dạy dỗ lên một người em gái như vậy, thì cũng công lớn là cũng phải nói là em Hưng cũng rất là chăm chỉ, cũng như là không chơi bời gì cả các bác. Tuổi như em Hưng nếu mà chơi bời thì không có bố mẹ, không có ai dạy dỗ, thì em ấy mà chơi bời lêu lổng mà hư hỏng ấy thì cũng coi như là cũng hỏng cả một đời luôn. Đấy, nhưng mà em ấy lại rất đặc biệt là rất là ngoan các bác, không chơi bời gì cả. À thấy em ấy đang làm phơi quả gì ở đây đấy. Vâng. Nào Hưng chào. Con chào con các bà, chào cô chú ạ. Hưng ơi, lấy quả ốc chó mà, đi lấy ở đâu về đấy? Sáng nay cho nên em tranh thủ đi nhặt. Nhặt làm gì? Em thấy anh bán ở trên kênh ấy. Là em muốn đi nhặt về để nhờ anh bán hộ. Hiện tại thì em cũng không có tiền để mua thức ăn đấy. Cho nên em tranh thủ đi nhặt để nhờ anh bán hộ để em lấy tiền để mua thức ăn đấy. Nhưng mà ở nhà không có gì ăn à, mua thức ăn làm gì? Em mua thức ăn để mẹ nuôi về. Có nghĩa là mẹ nuôi về thì muốn là mua thức ăn về để cho mẹ nuôi ăn. Vâng. Ôi dồi, chứ không thì hàng ngày có thấy em lo gì về thức ăn ở nhà, nếu mà không có thì em không cần ăn cũng được à, hay như nào? Thường ngày thì bọn em mua cá khô về nhiều ấy. Mua cá khô về để dự trữ ấy. Thì em muốn là mẹ cũng từ bên kia về. Cũng tính là nhờ anh bán hộ để em đi mua mấy cái đồ ở quê như là chép ruộng chẳng hạn. Có nghĩa là muốn mua những cái đồ ngon ngon về để cho mẹ nuôi đúng không? Vâng. Đây cô bác, đây là hạt ốc chó này. Cho Trinh thử tách ra cho các bác chị xem đây, rất là mới luôn. Ô thế trưa nay là không nghỉ trưa à? Tranh thủ đi nhặt á? Vâng. Ôi giời, một buổi trưa nhặt được như này. Vâng. Đây cô bác, hạt này là kiểu là vỏ này nó cũng khô rồi các bác, nhưng nếu mà tươi là nó màu xanh cơ. Này khô ở hết trên, rồi. Ở trên nhà còn một bọc để bóng xanh ấy. À, còn bọc nữa. Vâng. Ôi giời, đây các bác. Khô hết rồi. Cái này là rất là tươi luôn này. Đấy. Có ở trên nhà đấy nhỉ? Trước là được có một bộ mới ở trước nhỉ? Đúng rồi. Nhưng mà bộ trên nhà là đã dùng chưa? Chưa. Mai mang xuống đây nhé. Vâng. Đấy, bộ bàn ghế thì không biết là để góc này đã hợp lý chưa các bác. Còn tivi thì trước như mẹ nuôi bảo là để ở bên này á. Bên này, nhưng mà nếu mà ngồi bên này lại không xem được các bác ạ. Ngồi bên này lại không xem được. Bên này lại phải nghiêng đầu như này để xem tivi à. Để thế này thì xem nó lại hợp lý. Nhưng mà bàn thờ lại đặt ở đây.
Cửa này lau không sạch được à Hưng? Đâu. Cửa này, kính này. Không sạch được. Không trong được nhỉ? Không có cái tờ báo à? Đây mình lấy tờ báo, lấy giấy lau sạch. Với cả có cái cây lau kính ấy. Lau bằng cái khăn như này nó không sạch được, nó kiểu nó cứ cứ vết nó đi lại lại này. Vẫn bị bám như này các bác. Đấy, có cái cây lau kính giặt từ trên xuống. À, hiện tại là nắng là vẫn xuyên vào bên trong nhà này các bác. Mặc dù làm cái trần ở ngoài này. Cái trần là làm cũng rất là dài rồi nhưng mà buổi chiều ấy là nắng vẫn 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 xuyên vào tận bên trong nhà được. Nhà của em Hưng ấy. Nếu mà không làm cái trần này còn nóng hơn nữa cơ. Buổi trưa ấy, mọi đồ đạc ở bên ngoài thì bây giờ vẫn phải vẫn nói chung là chưa thể gọn gàng được các bác. Tại vì bây giờ vẫn còn cát này, vật liệu các thứ này. Và mai khi mà mẹ nuôi về ấy, thì sẽ còn phải làm những công trình ở đằng ngoài nữa các bác. Đấy, tính ra là làm được ba cái phòng là bây giờ còn có cái kho để đấy các bác này. Kho để thóc này các thứ này, rồi quần áo các thứ đây. Nếu mà không là mấy cái chuyện đống này là không biết để đâu đâu. Để ra nó lại thành bừa bộn các bác, bừa bộn. Đây, ông chủ bán rượu các bác. Cái này có phải rượu không Có. Hưng? À, nhập rượu ra bán đấy các bác. Tại vì làng của em Hưng là cô chú là thích uống rượu ấy, thích thích uống nhưng mà không thích nấu các bác, cho nên là chỉ có đi mua thôi, em mới nhập về bán. Bán được 20 lít rồi à Hưng? Vâng, chưa được. Chưa được á? Nhưng mà để ở đây thì khi mà người ta ra mua lại phải chạy xuống đây để bán à? Mấy hôm nay em nghỉ không bán. Bao giờ phải treo cái biển ấy nhờ, treo cái biển ở ngoài ấy. Có bán rượu ở đây thì người ta đi qua khác mua. Chắc khu này với cả nhiều nhiều khi ở khu bên trong kia người ta đi qua đường cũng mua ấy. Mua. Sau này lâu về mình cứ bán lâu lâu về là kiểu gì thì chả người ta sẽ biết đến nhiều nhỉ. Đúng không? Làm cái gì cũng thế. Phải lâu lâu thì làm biết. Đúng rồi. Rau xanh là ở nhà không có rau gì đâu nhờ. Mùa này có trồng Trồng được gì không? trồng tí rau cải chưa lên. Chưa lên đấy. Vâng. À. Thế rau là phải, nếu mà mai mẹ nuôi về là phải mua ở huyện lên ăn hết à nhờ. Không có rau gì ấy. À, những cái công trình mà mẹ nuôi sẽ làm sau là kè được các bác. Kè ở đây. Kè khu này là mai mẹ nuôi sẽ cho mấy anh thợ lên để kè, để đào đào móng kè đây các bác, đào khu này với cả dài ở phía đằng này này, phía ngoài này này, dài hết ở đây. Thì công những cái công trình này ấy, thì mẹ nuôi về là mẹ nuôi sẽ làm trực tiếp, cho nên là chúng cháu mới để đến bây giờ để mẹ nuôi về là mẹ nuôi tự làm ấy các bác, với cả mọi chi phí là mẹ nuôi sẽ tự lo và tự làm hết. Thật sự là về cả cái ngoài này này, đấy, bê tông các thứ rồi sơn các thứ là mẹ nuôi là hỗ trợ hết các bác, hỗ trợ rất là nhiều. Ngoài ra thì cũng có các bác cũng rất là nhiều mạnh thường quân lớn là cùng nhau hỗ trợ để được một ngôi nhà như vậy. Nước là bị bây giờ vẫn chưa có chỗ để thoát ra nhỉ, vẫn phải tràn, vẫn tràn ra đây này. Nếu mà đổ hết bê tông thì nó tràn thì cũng chả sao cả nhỉ. Mai còn phải đấu hệ thống nước nữa. Thống nước là Hưng không biết đấu không đấy. Mai cho cao lên anh ạ. Ừ. Chắc phải đi với ống này, đi cái ống đen này thôi. Ừ. Ống đen này cho ở mái trên kia thì nó mới cao ấy. Ừ. Nó mới Ông mạnh này đúng đợt không? trước lấy cái lỗ này nó thấp quá. Lỗ nào? Lỗ này nó hơi thấp. À. Đấu vào đây à? Không, nhưng mà nó hơi thấp nó không đẩy được. À.
Mình ở trong nhà kia thì cho nó lên ở cao đây hẳn thì, ở thế đây kia thì nó nhỉ. cao rồi, ở dưới này thì cái nền nhà mình nó ở mái trên này cơ mà. Nó trên cái ống nước này, nền này. Nền nó đến tận đấy cơ. Đúng rồi. Ừ. Cái ống này là cái ống đây, dưới nền nó ở tận đây cơ mà. Đúng rồi. Nền nhà ấy. Ở đây là còn có một cái vòi để dẫn ra ngoài này, cái vòi này thì vào nhà bếp, cái này thì là thoát nước nhà bếp ra ngoài, cái này thì sẽ đấu một cái vòi ở đây để đi ra ngoài về các bác rửa chân tay ở đây, còn chưa có cái vòi đấu ở đây à? Có rồi. Tháo ra đúng không? Không để đây sợ mất đấy nhỉ, tối ấy. Chưa có ai ở. Đấy, về cắt các thứ ở đây vẫn còn này các bác, bây giờ cứ để ở đây thôi, chưa biết là dọn đi đâu cả, để tạm ở đây. Trinh sẽ lấy cái túi gì để đựng này, hạt ốc chó này đi xuống, có cái túi không Hưng? À, ở đây có một cái túi này, túi này xài không? Đây cái túi này để cũng được, để xuống để tối nay anh lấy cái có cái để tách vỏ, chứ không bây giờ em tách bằng tay thì lâu lắm. Đấy, rất là mong quý bác anh chị sẽ ủng hộ em ấy các bác nhé. Cũng hôm nay là em ấy coi như là cũng không ngủ trưa các bác, không ngủ trưa để đi vào rừng để nhặt về. Tại vì nếu mà em ấy không tranh thủ buổi trưa là em ấy lại không có thời gian đấy. Nói chung là một mình em ấy thì bận lắm các bác, nhiều việc nữa. Đấy, hôm nay thì bà con cũng gặt các thứ nữa, nó nhiều việc, nhà mới nhà cũ rồi phải đi lấy công giả công. Tách ra này chắc được khoảng tầm 2-3 cân thôi các bác ạ. Hạt ốc chó thì giúp là tốt cho não bộ các bác nhé. Tốt cho não bộ với cả là rất là tốt cho mẹ bầu ấy các bác, mẹ bầu với cả con nhỏ là cũng ăn được này, rồi người già các bác, nghĩa là trẻ nhỏ và cả người già ai cũng đều ăn được ấy, tại vì nó là một cái sản phẩm để giúp tốt cho cơ thể các bác. À, được một túi như này, Trinh sẽ mang xuống để tách vỏ cho em ấy rồi. Quý bác anh chị mua thì Trinh sẽ bán cho em mấy các bác nhé. Lau xong mà vẫn bụi nhỉ? Nào, hôm nào cũng phải lau qua đấy. Mấy cái đồ này không biết lấy để đâu cho gọn nhỉ? Cái đồ đấy chắc mai cho vào trong cái kệ kia. Không thì lấy cứ lấy để ra cái chỗ kho này này. Bây giờ vùi nó này. Mình vét nó lại sắp bị bẩn. Cái này phải chắc là phải lấy cái chổi lau thì mới sạch được. Quét này nó lại bay vào. Bụi mịn đi. Bây giờ rõ ràng chân mình sạch thì vào cho mình chấm là ý nó vẫn đi theo. Chắc là gió thổi nó bay từ bên ngoài vào ấy. Đúng bụi này ấy. Nhà em ở trên đồi mà nhiều gió đấy, có nhiều bụi.
Cứ người quét nhẹ nhàng thôi, không nó lại bay vào bên trong nhà. Không, cái này phải dồn vào một góc anh ạ. Dồn vào để lấy lối lên, mình lên nó bị không bị lấy một chân đấy. Nói chung là dọn dọn qua thôi. Kiểu gì mai cũng làm. Mai mấy cái chỗ này lại bụi hết đấy mà. Mai mẹ nuôi mà cho đổ gạch ở đây là chắc phải đổ gạch ở đây thôi anh ạ. Đổ ở đây thôi, đổ khu này thôi. Đổ gạch ở đây xong là cho nên là bây giờ ấy, quý ông bác anh chị khi mà cháu trinh lên là gặp ở nhà là bụi bụi như thế này bên ngoài ấy. Chúng cháu chưa dọn là lý do là vẫn đang làm các bác. Dọn thế này mai ra lại phải sáng nay em vừa lau xong xong là bắt đầu ra quét quét ngoài này nó lại đi từ đâu đi vào. Tại vì ở đây có một đống cát ở đây mà gió thổi nó lại bay vào trong nhà hết. Với lại mỗi lần em đi lại một tí là mỗi lần công vào một tí. Mỗi lần mình công cát vào một tí là thành ra trong nhà nó thành đầy cát luôn. Nếu cả cái này bây giờ muốn dọn đi đâu cũng không dọn được ấy. Dọn quanh. Cái này bây giờ chỉ có làm vào chỗ nào để cho nó chết hẳn thì được. Chứ bây giờ em dọn ra đằng kia mai lại dọn vào đây, dọn ra đằng kia lại dọn vào đây thì nó cũng lại như nhau cả. Sắt đấy thì vẫn phải để bên trong Hưng ạ. Sắt đấy thì vẫn để đấy. Cái này thì không thì để bên ngoài nó gặp mưa nó hỏng ấy nhờ. Nhưng mà cái này em đang thiết kế làm lan can đúng không? Đúng rồi. Làm lan can hoặc là em làm cái cổng anh ạ. Đây cái ống nước ở đây vẫn còn. Mai đấu tiếp nhỉ? Vẫn còn mấy ống, hai ống à? Hai ống. May mà cắt để đây nó không hao hụt đấy nhà mưa ấy. Đã không trôi đi đâu. Không, cắt ở đây không có trôi đi đâu. Mưa cũng không trôi được. Khả năng là đợt này mẹ về là làm xong rồi chắc là làm chân da luôn đấy Hưng ạ. Vâng. Mẹ về mẹ bảo là làm chân da là mẹ sẽ tự vào bếp làm thức ăn ấy. Vâng. Thì sau khi mà làm xong công trình là mẹ trong vòng 2 tuần, khả năng là 2 tuần. Mẹ nuôi bảo về 2 tuần thì không biết là có về lâu hơn được không. Thì sẽ rất là vui khi mà mẹ nuôi về là tổ chức tân gia. Đấy, là có một người mẹ đứng ra để làm cho hai anh em ấy các bác. Để em quét này. Đống cát này hôm nọ em lấy xe rùa đẩy từ đằng kia lên chứ. Dưới kia lên đấy chứ nhỉ? Em đẩy dưới kia lên một nửa. Xong là dồn từ đằng kia ra một nửa, em lại đẩy ra đây một nửa đây. Ồ. Mất bao nhiêu công sức ấy nhỉ? Đấy gọi là đấy là việc đây nhỉ, làm xong lại đi làm lại. Kiểu là làm đi làm lại ấy, nó không ra việc ấy. Cứ làm đi rồi lại làm về, làm đi rồi lại làm về. Vì cái chỗ đất kia em ủn ra đấy mấy lần rồi. Nó lại không biết là nó đi đâu hết rồi nhỉ? Đúng rồi, bây giờ nó lại chạy đi đâu hết rồi. Nó chạy đi hết rồi. Ngày trước bảo làm đi xong lại làm lại, làm đi xong lại làm lại. Như cái chỗ đống đất ở đằng sau nhà kia. Em đẩy đi bây giờ nó lại thành một đống to đấy rồi. À, bây giờ nó lại có nhiều à? Đúng rồi, hôm trước vừa mưa một trận thôi mà. Mà cũng mưa nhỏ thôi, hôm đấy không phải mưa to đâu nhá. Mưa vừa vừa thôi. Sáng hôm sau em xuống xem là đất nó lại y rằng lại thành một đống đấy. Xong em bảo thôi bây giờ không đẩy nữa. Cứ đẩy ra xong mỗi lần mình đẩy là tốn hết bao nhiêu hơi, xong nó mưa xuống một tí nó lại ra đấy. Nó không thích ở một chỗ ấy. Cái loại đất cắt này là khó chịu lắm. Như kiểu mình bị mệt với nó luôn, làm bị mệt luôn. Đất đấy. Bảo hôm nay làm cho nó xong mai nó không có ở đấy nữa, xong mấy hôm nó lại chui ra. Sắt này không biết là gác lên trên này được không nhỉ? Không mai nó lại vướng.
nó không dài. À cái này á. Ừ. Đấy, này chắc gác lên trên đi. Chắc để mai để ấy làm luôn anh ạ. Mai lại vướng này, mẹ nuôi về vướng này. Thì cứ lấy để lên trên không, này nó đi. Nó không dài bằng ấy, nó ngắn hơn đi sao. Có. Nhìn như này được này. Sao không được. Ngắn nhỉ, hơi ngắn. Cái này được, mấy cái cây này. Đấy được. Lấy để lên đi. Đút lên trên kia cho nó gọn đi. Nhưng mà làm sao mà lên đấy lấy được? Hả? Lấy được. Được mà. Có được không? Được. Anh thử xem nào. Đấy, đấy là, cho vào. Lấy cái cây gì đẩy ấy Hưng? Không được. Hư. Đến chưa? Đến chưa? Tí nữa. Qua chưa? Tí nữa. Được rồi, nhờ. Thả. Thả nhá. Đấy, bây giờ đẩy vào là được. Lấy cây sắt này để đẩy này. Chưa quá không? Để bên này quá nó lại sợ mưa nhỉ? Đúng rồi. Sợ mưa nó lại... Đang kia đang đứng đứng nó tự nhiên nó ở đầu ấy. Không rơi được đâu. Không phải để chéo ấy. Đẩy đi, đẩy đằng đấy. Xuống. Thấp quá à? Đây anh cao hơn. Rồi, rồi. Được chưa? Qua chưa? Đấy, đầy đầy trong bên này. Cho nó chéo. Đấy. Rồi. Một cây nữa thôi. Cây nữa. Đấy, để như này có vẻ gọn hơn nhỉ? Mình đỡ hướng. Này mấy đứa chắc hẳn làm cái cổng. Ừ. Đủ không ba cái này? Chắc đủ anh ạ. Tới nhá, để em chí cái đầu này vào đây là. Đừng làm rơi nhá. Rồi. Mà cái nhỏ đấy kệ thôi nhỉ. Nhỏ này cho lên luôn đi. Chắc là cái xào phơi. Ừ. Cái này làm cái xào phơi quần áo nhỉ? Phơi tròn đấy. Gàng hơn. Khả năng đóng sắt này là gần đủ kè đấy các bác. Không đóng sắt này.
Có mỗi một cái chổi thôi à? Thế thôi. Ui, tấm tôn này hỏng rồi, pro này. Giờ đi chắc không cắt vào nhà nữa đâu. Hả? À? Giờ đi chắc không cắt vào nhà nữa đâu. Lúc nãy là trong góc này không có bụi nhá, bây giờ trong góc này đầy bụi. Ờ, nó gió thổi nó lại bay vào ấy. Wow. Giờ đấy nghe. Ờ. Này tạm ổn rồi nha. Ổn đấy. Trong mai lại bắt đầu trộn ở đây xong là lại cho ra. Mai à, hết cái đồng cắt này đi là sẽ rộng rãi của bác. Mai hết đồng cắt này là em quét phát là nó sạch là nó không có bụi nữa. Đúng rồi. Cái chỗ cắt này mà để ngoài mưa thì là kéo trôi đi hết. Ừ, trôi mà, không mưa to. Không trôi là đất nó cũng lấp vào ấy, cái đất cắt này này. Đổ bao nhiêu đống đất vào đây nó là trôi đi hết này các bác. Chỗ này thì khả năng là mấy nữa khi mà kè xong ấy, đổ bằng chỗ này đi này các bác. Đổ bằng, bằng đây đi, cho nó cao lên nhỉ, cao bằng cái nền này luôn nhỉ. Chỗ ngoài này, đấy, cao lên thẳng đây luôn. Nếu mà kè thì cũng kè thẳng từ đây ra thôi nhỉ? Đúng rồi, kè từ đây, từ cái cột này. Kè thẳng từ đây. Thẳng, từ cái cột này ra. Ừ. Trong là mấy đứa có làm cái gì thì cái này là tính đường đi lại, còn cái này là đúng rồi. Đây một cái để làm cổng đi lên. Đấy, tính ra cái đường lên là cũng để to như này cũng được các bác. Cho sau này mà có gì ấy, ô tô còn lùi ra tận đây còn được. Xe tải các thứ, chở đồ gì ấy, vật liệu gì ở đây. Còn công việc của ngày mai thì sáng mai ấy, các bác thì em Hưng sẽ phải đấu xong cái nước này này. Đấy. Xong là dọn xong cái bếp, gọn gàng lại hết. Để mai còn có nước sinh hoạt rồi lấy cái bếp ga xuống. Dọn cả cái đống cát này. Ừ. Chắc mai em phải đi mua một cái bếp thôi anh ạ. Bếp á? Ừ. Nhưng mà làm gì còn tiền nữa? Em còn, chắc em vẫn còn đủ tiền mua. Tiền trước đưa tiền mặt cho em là em vẫn giữ đến giờ à? Vâng. Ừ, vẫn còn. Em còn 1 triệu mấy. Triệu mấy à? Ở trên kênh của cháu Trình là hết sạch kinh phí rồi các bác. Của chú em hết là vẫn còn 1 triệu mấy. Triệu dưới sao? Mai em đi mua một cái bàn bếp. Em mới muốn mua cái bếp đôi cái gớ. Ừ. Cái trên kia là cái bếp đơn. Bếp đơn thì nó hơi... Mình muốn làm hai món cùng một lúc ấy. Đúng rồi. Bất tiện nhỉ? Hơi bất tiện. Lấy cái bếp đôi kia là ví dụ mình làm cái món mặn kia xong là trở ra làm cái món kia nó không được. Đúng rồi. Ví dụ như mình nấu canh nó mất thời gian nhiều quá ấy. Đúng rồi. Nhiều khi mình bảo rang tí thịt nhưng mà lại phải đợi. Ừ. Xong rồi lúc cái bụng thì nó cồn cào nó cứ đòi rồi mình lại cứ phải đợi lâu ấy. Cái trên kia bây giờ tình trạng nó đang bị thế. Yeah. Nhiều hôm em đi xuống đây sớm xong bây giờ muốn về nhà muốn ăn cơm luôn ấy, chỉ ăn được một món, làm được một món ăn cơm nhiều khi không đợi được canh. Nhiều khi nếu mà có thời gian ấy là làm nấu bếp củi còn nhanh hơn đấy. Đúng rồi, nấu bếp củi là em còn nhanh hơn. Bếp kia không phải là nó không dùng được mà nó vẫn dùng được thôi nhưng mà nó chậm. Cơ bản là nó mình làm được một cái nó hơi chậm. Thưa bác là vừa rồi thì cháu Trinh cùng với cả em Hưng đã dọn qua xung quanh một lượt rồi thì bây giờ cháu Trinh cũng phải di chuyển đi về nhà để nấu cơm đợi mẹ nuôi của hai anh em Hưng Thuận về các bác. Bây giờ cũng chắc 4-5 giờ rồi nhờ. 5 giờ anh ạ. 5 giờ rồi á? Vâng. Ôi dồi, về nhà không biết là còn kịp không các bác. Bây giờ từ đây mà đến huyện thì phải đi từ 1 tiếng nữa. Đấy, còn
về nhà nấu cơm nữa thì thôi thì cháu Trình cũng xe di chuyển đi về luôn thôi các bác. Còn mai thì nếu mà anh không lên được sớm thì em tự ra đây để làm nhé. Vâng, mai Ừ. em tự Tự xuống làm. làm là sớm. Đấy, còn thước phim đến đây khá là dài rồi, cháu Trình cũng xin phép là khép lại nội dung của video tại đây. Cảm ơn cứu bác anh chị đã luôn đồng hành cùng Hoa Cải Vàng để trao tình cảm, tình yêu thương đến những hoàn cảnh những em nhỏ trên vùng cao. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những thước phim tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Xin chào các bác. Con chào các ông, các bà, chào cô, các chú ạ, chào các anh, các chị ạ. Xin chào mừng quý bác, quý anh chị và tất cả mọi người đã quay trở lại với gian hàng của cháu Trinh. Thưa bác là sau đây cháu Trinh sẽ giới thiệu những cái sản phẩm mà được ưa chuộng nhất ở trên kênh cũng như là trong thời gian ngày hôm nay, đó là bài thuốc xương khớp của bác. Đây là một túi xương khớp của ông Dỉ của bác, thì chúng cháu có mang về và còn đóng gói lại như thế này để bán, để thứ nhất là để chữa bệnh cho các bác, thứ hai là để bán hộ ông Dỉ của bác, tại vì ông Dỉ thì ở ở trong làng ấy, trong quê thì ông ấy cũng bán nhiều đấy, thì nhiều khi là sẽ không tiếp cận được với nhiều các bác, nhiều quý các bác khán giả, thì có rất là nhiều bác là phản hồi rất là tích cực cũng như là khi mua về các bác thì cũng khỏi các bác. Đây đây là dạng kiểu là dây xương khớp này các bác, có rất là nhiều loại thuốc khác nhau, thì khi mà ông Dỉ lấy về là ông ấy sẽ để lại thành một thang thuốc, thành một bài thuốc như thế này các bác nhé. Về những cái cây thuốc này thì sẽ giúp là chữa về các bệnh xương khớp. Đấy, các bệnh xương khớp thì có biểu hiện như là đau khớp này, khớp cứng và sưng này, và phạm vi chuyển động của phạm vi chuyển động hạn chế ở các khớp bị ảnh hưởng này các bác, và đỏ đỏ và ấm ở khu vực xung quanh khớp bị ảnh hưởng này, sốt, mệt mỏi, khó chịu. Đấy thì sẽ có những cái biểu hiện, đó là những cái biểu hiện của của bệnh khớp ấy các bác. Với cả là nhiều quý bác anh chị bị đau vai, mỏi gối, tê bì chân tay, các khớp, thì quý bác anh chị mua cái bài thuốc của ông Dỉ về để sử dụng các bác nhé. Một gói như thế này thì là 1 cân các bác, và một thang của nó thì 3 gói, 3 gói thì mới là một thang. Đấy, nếu như mà quý bác anh chị muốn mua thêm để khỏi dứt điểm ấy thì quý bác anh chị mua một thang là 3 gói, còn quý bác anh chị sử dụng lần đầu thì quý bác anh chị mua về một gói như này để sử dụng trước các bác nhé. Ừ. Cái này thì quý bác anh chị đun vào nước nóng các bác nhé, đun vào nước nóng như này này. Cháu Trình lấy có đun một ít này, đấy, cháu Trình sẽ đổ ra đây để cho quý bác anh chị cùng biết là màu nó như thế nào các bác nhé. Đây, màu nó thì nó cũng đặc, màu là giống như kiểu là mật ong khoái các bác. Đây, cháu Trình so sánh với mật ong khoái này, đấy, màu rất là giống. Cháu Trinh sẽ thử và sẽ xem là nó có vị như thế nào để cho các bác anh chị cùng biết các bác nhé. Thật sự là rất là dễ uống các bác. Không bị đắng. Không đắng các bác nhé. Không đắng, không chua. Nó uống như kiểu lá mát gan ấy. Không biết là quý bác anh chị có sử dụng lá mát gan ở bên kênh của cháu Trinh bao giờ chưa? Thì nó y hệt như là cây lá mát gan của bác nhé. Đây này, lá mát gan đây này. Y hệt như lá mát gan luôn các bác. Uống rất là dễ. Uống là không có vị đắng gì cả. Đây. Cái này là quý bác anh chị có thể là uống thay nước lọc hàng ngày các bác nhé. Nếu mà quý bác anh chị bị xương khớp thì mua về sử dụng uống như nước lọc hàng ngày. Còn không ấy, nếu mà quý bác anh chị mà bị bệnh bệnh gan thì có thể là sử dụng lá mát gan này các bác. Lá mát gan thì cũng dùng tương tự như là cây xương khớp vậy. Quý bác anh chị bỏ vào cái ấm nước và quý bác anh chị đun lên. Về cái công dụng của cây lá mát gan ấy thì sẽ giúp chữa về tất cả những cái bệnh về gan, như quý bác anh chị có nếu như mà có bác nào mà uống rượu bia bị độc gan ấy thì giúp là giải độc gan. Những cái bệnh biểu hiện về của bệnh gan như là nổi mụn hay là cơ thể mệt mỏi, da vàng này, mắt vàng này, đấy là những cái biểu hiện về gan cùng với cả những biểu hiện khác nữa các bác nhé. Và trên tay của cháu Trình đây là sản phẩm mật ong khoái. Mật ong khoái thì cháu Trình bán từ trước đến giờ là những cái sản phẩm này thì nó là đặc sản ở trên vùng cao cũng như là chỉ có ở trên vùng cao mới có những cái sản phẩm mật ong khoái mà chất lượng gửi đến cho quý bác anh chị. Và nhiều bác ấy là khi mà cháu Trình pha như thế này này các bác, pha vào trong nước ấy thì nó sẽ, nếu mà là mật ong chuẩn đấy các bác thì mật ong sẽ lắng xuống còn nước sẽ nổi lên
Đấy, bây giờ cháu Trinh sẽ pha trực tiếp này cho quý bác anh chị cùng xem. Đây. Đấy. Đây, quý bác anh chị có thể quan sát thấy mật ong là sẽ lắng xuống, nước là nổi lên các bác nhá. Tuy nhiên đấy các bác, tuy nhiên là quý các bác anh chị ấy là gửi đường xa ấy, trong quá trình mà cháu Trinh vừa mới rót, vừa mới để đóng chai thế này và nó gửi xuống xa nó rung lắc ấy các bác, gửi xe mà nó rung lắc là nó tạo bọt. Thì khi mà quý bác anh chị gửi xuống mà không để nó lắng xuống hết ấy, mà để có bọt như thế này này, rồi quý bác anh chị rót thì nó sẽ có màu đục như thế này này. Đấy, tại vì nó chưa lắng hết các bác nhé. Như chai này này, nếu mà quý bác anh chị rót chai này vào ấy là nó sẽ không bị nổi lên. Đấy, bây giờ nếu mà để lâu ấy là nó sẽ lắng xuống hết này các bác. Nước là sẽ nổi phần nước mật ong, là chìm mật ong. Tại vì mật ong này là cháu Trinh rót là đang có ga, đang có bọt này, bọt trắng này các bác, đấy chứ. Đấy. Tại vì mật ong khoái, quý bác anh chị nếu mà cháu Trinh gửi xuống ấy mà quý bác anh chị không thấy ga như thế này, nó mới là mật ong không phải mật ong chuẩn, còn mật ong khoái chuẩn là nó sẽ có ga các bác nhé. Còn đây là những cái sản phẩm mà cháu Trinh mới có thêm ở trên kênh, đó là những lọ cao các bác nhé. Lọ cao có cháu Trinh có cao dạ dày này, tá tràng này, và cao xương khớp, cao hoa đu đủ đực các bác nhé, và có cả cao mất ngủ nữa. Đấy, nếu mà quý bác anh chị mua về sử dụng thì có thể là quý bác anh chị bóc ra rồi sẽ để vào cái cốc nước ấy các bác, để vào cốc nước xong là khuấy đều là sử dụng được các bác nhé. Đây, tại vì là những cái lọ cao thế này thì sẽ nấu bằng hoàn toàn bằng những cái cây xương khớp mà các bác, thì nấu thành cao ấy thì khi mà quý bác anh chị mua về là sẽ dễ sử dụng hơn. Quý bác anh chị chỉ cần là đấy, lấy cái thìa cà phê, là một cái thìa nào nhỏ nhỏ thôi các bác, đấy múc một thìa thôi các bác nhé, không lấy nhiều đâu, ít như thế này thôi, rồi quý bác anh chị pha vào nước để sử dụng. Là nó dạng cao thì nó sẽ dễ sử dụng hơn là dạng cây thì nó sẽ không phải đun các bác nhé. Đấy, đây là những cái sản phẩm mà hiện tại cháu Trinh đang có thêm ở trên kênh, và quý bác anh chị mua thì có thể liên hệ trực tiếp với cháu Trinh để cháu Trinh có thể tư vấn và bán những sản phẩm để phụ giúp bà con, cũng như là đưa đến cho quý bác anh chị những cái bài thuốc các bác nhé. Còn đây cũng là dạng thuốc xương khớp này, tuy nhiên thì loại này là có rất là nhiều loại, rất là nhiều vị khác nhau các bác nhé. Đây, quý bác anh chị có thể quan sát thấy này, nó có 7-8 vị cơ các bác. Đây này, đấy, ở đây là có đây là có những cái dây gọi là sâm ấy các bác, sâm rồi chuối, hạt kỳ tử, đấy rất là nhiều. Và quý bác anh chị quan tâm sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp với cháu Trinh qua số điện thoại mà cháu Trinh để trên màn hình, cháu Trinh sẽ tư vấn cụ thể các bác nhé. Xin chào các bác. Xin chào mừng quý bác, quý anh chị đã quay trở lại với gian hàng thiện nguyện của cháu Trinh. Thưa quý bác anh chị, đây là những cái sản phẩm mới mà hiện tại cháu Trinh đang có ở trên kênh, muốn giới thiệu và gửi đến cho toàn thể quý bác anh chị ở trên kênh. Đây là cây lá mắt gan các bác, một gói thuốc lá mắt gan, gói như này thì có 1 cân các bác nhé. Về những cái biểu hiện của bệnh gan thì có những cái biểu hiện như là ngứa này, nổi mề đay, mụn nhọt, nước tiểu sẫm màu, hơi thở có mùi, đau hạ sườn phải, màu phân thay đổi, nôn mửa dai dẳng, vàng da và vàng mắt các bác nhé. Nếu mà quý bác anh chị có những cái biểu hiện như trên thì có thể là sử dụng cây lá mắt gan về để sắc nước uống, thay nước lọc hàng ngày các bác nhé. Còn nếu mà quý bác anh chị không bị thì có thể là sử dụng để phòng bệnh về bệnh gan các bác nhé. Nhiều bác là uống rượu bia vào thì hay bị những cái căn bệnh như là độc gan ấy, thì có thể là mua về để sử dụng. Đấy. Tiếp theo đây là sản phẩm thuốc chứa gút các bác nhé. Bài thuốc chứa về bệnh gút. Đấy, quý bác anh chị có thể quan sát thấy đây là những cái vị của có trong bài thuốc chữa gút của bác nhé. Về biểu hiện của người mắc bệnh gút thì xuất hiện cơn đau đầu đột ngột, dữ dội, sưng, đỏ và đau ở khớp. Thường là khớp ở ngón chân và xương bàn chân. Nếu mà không chữa trị kịp thời ấy, thì có thể là nguy hiểm tới các cơ quan khác như là tim, gan và thận các bác nhé. Đấy, đây là những cái gói này thì cháu Trinh đóng từng gói một, và một gói là 1 cân các bác nhé. Và tiếp theo đây là một cái sản phẩm trào ngược dạ dày các bác. Trào ngược dạ dày.
Đấy. Đây là những cái vị thuốc của bài thuốc trào ngược dạ dày các bác nhé. Những cái biểu hiện của trào ngược dạ dày thì có những cái biểu hiện như là buồn nôn này, đắng miệng, đau tức vùng thượng vị, miệng tiết ra nhiều nước bọt và khó nuốt và đau tức ngực. Đấy là những cái biểu hiện của trào ngược dạ dày các bác nhé. Còn sản phẩm tiếp theo mà Tú Trình muốn giới thiệu đến cho quý bác anh chị đây là một sản phẩm mà trị về những cái căn bệnh như là sỏi thận này, sỏi bàng quang và sỏi niệu quản các bác nhé. Về những cái biểu hiện của sỏi như là có màu màu phân là thay đổi các bác, có máu ở trong nước tiểu này, nôn mửa và buồn nôn. Đấy, nước tiểu là đổi màu hoặc là có mùi hôi, ớn lạnh, sốt và nhu cầu đi tiểu là thường xuyên các bác. Thì đó là những cái biểu hiện của bệnh sỏi các bác nhé. Ở trên đây là những cái sản phẩm mới mà hiện tại cháu Trinh đang có ở trên kênh, thì rất là mong quý bác anh chị sẽ mua ủng hộ cháu Trinh. Và quý bác anh chị khi mà sử dụng ấy, nếu như mà bị ví dụ như bị những cái căn bệnh thì có thể là mua từ 3 sản phẩm trở lên thì nó mới là một thang thuốc, thì quý bác anh chị sử dụng thì mới khỏi được. Đấy. Khi mà quý bác anh chị mua hàng thì cháu Trinh sẽ tặng cho quý bác anh chị một lọ xịt xoang các bác nhé. Thuốc xịt xoang này thì cháu Trinh chỉ tặng không bán các bác nhé. Đây là thuốc xịt xoang của người đồng bào dân tộc Dao Đỏ ở Sapa. Đấy, một bài thuốc gia truyền và đã có đây là một bài thuốc gia truyền của người đồng bào dân tộc Dao Đỏ ở trên Sapa. Đấy, công dụng thì sẽ giúp chữa về các viêm xoang mãn tính và viêm đa xoang. Nói chung là vị xoang là sẽ sử dụng cái xịt xoang này các bác nhé. Đấy, quý bác anh chị mua từ 2 sản phẩm trở lên thì cháu Trinh sẽ tặng một lọ xịt xoang như thế này các bác nhé. Ngoài ra thì sẽ có những cái sản phẩm chủ yếu ở trên kênh như là mật ong khoái rừng này. Đấy, với cả hạt óc chó nếp Hà Giang thì hiện tại là cháu Trinh vẫn đang có. Và mấy gói này thì mấy em nhỏ là vừa mới đi nhặt về. Đấy, và đóng gói các bác nhé. Hạt rất là tươi, rất là đẹp luôn này. Của năm nay đấy các bác, rất là tươi, rất là đẹp. Đấy, rất là mong quý bác anh chị sẽ mua hàng ủng hộ cháu Trinh. Và ngoài ra thì còn có những sản phẩm khác, nếu bác anh chị mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp với cháu Trinh qua số điện thoại mà cháu Trinh ghi ở trên màn hình các bác nhé. Xin chào các bác.